Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastcase. Gần đây thì mình cũng đã tổng hợp được những cái thông tin liên quan đến việc mà có rất là nhiều camera quay lén. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể tự check ở trên điện thoại để xem trong phòng có camera quay lén hay không. Và đồng thời cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một vài những cái giải pháp để chúng ta có thể tự bảo vệ chính bản thân mình nhé. Rồi, cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên thì nếu mà các bạn không có các cái vật dụng chuyên để có thể tìm ra được các camera giấu kín, ví dụ như là tìm kiếm âm thanh hoặc là bằng hình ảnh, thì chúng ta cũng có thể tự làm ở nhà bằng smartphone của chúng ta. Đầu tiên thì các bạn có thể là tải cho mình một cái app tên là Fing. Ok, và các bạn sẽ bấm vào cho mình những cái quyền các bạn sẽ đồng ý cho phép truy cập vị trí trong khi sử dụng ứng dụng. Ok, và khỏi đăng nhập đi. Rồi, và bây giờ thì các bạn sẽ bấm vào phần quét mạng hiện hành. Ở đây thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái loại wifi khác nhau để chúng ta có thể quét ra. Ở đây thì cũng có rất là nhiều những cái mạng wifi mình đang dùng ở trong công ty đi, thì sẽ có là mạng chung hoặc là bên trên máy tính. Tuy nhiên thì nếu mà trong danh sách này các bạn sẽ thấy một vài những cái đoạn nó khá là khác biệt một chút. Ví dụ như là khi các bạn kiểm tra những cái tên wifi nó hơi lạ bằng một cái dãy số chẳng hạn. Mình sẽ để hình ở đây để các bạn có thể theo dõi một vài những cái hình ảnh những cái camera giấu kín chúng ta sẽ có một cái tên nó na ná như vậy. Và khi mà các bạn đã kiểm tra qua rất là nhiều rồi và các bạn sẽ thấy có một vài những cái tên nó hơi lạ lạ một chút, thì các bạn sẽ cần phải kiểm tra xem là thiết bị mạng này liệu nó có ổn định hay không, và để xem là liệu chúng ta có thể biết được trong phòng của chúng ta hiện tại đang có bao nhiêu thiết bị. Ở đây thì mình cũng có một vài những cái tip cho các bạn. Ở bên tay phải sẽ có là tên thiết bị nhé. Và nếu như các bạn đang sử dụng những cái thiết bị ví dụ như là đến từ Gigabyte hoặc là Lenovo, thì rất có thể là thiết bị đó là điện thoại mà thôi, chứ không phải là những cái camera giấu kín. Ngoài ra thì hiện tại mình cũng đang cầm trên tay đây, đó chính là một cái thiết bị phát hiện ra được camera giấu kín. Là khi mà các bạn sử dụng và bấm giữ lên thì ngay lập tức là màn hình nó sẽ có một cái đèn sáng như vậy. Và khi mà chúng ta tìm kiếm xung quanh phòng thì các bạn sẽ thấy được có một vài những cái chấm sáng nhỏ, thì chắc chắn đấy là camera giấu kín nhé. Và cái thiết kế này thì các bạn có thể hoàn toàn là sạc lại, nên khi mà mua thì các bạn cũng có thể là mua để sử dụng sau này cũng được. Đây, nó chỉ sử dụng cổng Type-C thôi, rất là dễ dàng để chúng ta có thể sạc lại. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sử dụng điện thoại để có thể show cho các bạn xem qua. Nếu các bạn đặt mắt vào cái thiết bị này, các bạn sẽ đặt mắt vào trong cái ô này nhá. Ngay lập tức nếu mà có camera giấu kín thì chúng ta sẽ thấy điểm ảnh nó phát sáng ra như vậy. Lưu ý là trong phòng của các bạn sẽ cần phải tắt đèn đi để kiểm tra một cách cẩn thận hơn. Và thực sự thì khi mà các bạn nhìn vào camera sẽ thấy ngay việc camera giấu kín nó sẽ có một cái chấm phát sáng như vậy. Và như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể kiểm tra được các camera giấu kín ở trong phòng. Nếu các bạn thấy clip này hay và hữu ích thì đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Fastcase. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.